Sáng nay, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đại diện cơ quan phát triển Pháp AFD về tiến độ triển khai dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu tại thành phố Sơn La. Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu tại thành phố Sơn La sử dụng vốn vay ODA của cơ quan phát triển Pháp AFD được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án với tổng mức đầu tư là 970 tỷ đồng tương đương 35,2 triệu euro với thời gian thực hiện là 4 năm kể từ thời điểm dự án được ký kết hiệp định. Mục tiêu đầu tư dự án nhằm giải quyết tổng thể các vấn đề về phòng chống lũ lụt, thoát nước đô thị, cải thiện môi trường, không khí, xử lý nước thải và bảo vệ môi trường nước của thành phố Sơn La, hướng tới chủ động ứng phó biến đổi khí hậu và tạo tiền đề cho phát triển đô thị xanh, nhanh và bền vững trong tương lai. Dự án được triển khai trên địa bàn thành phố Sơn La và xã Mường Bú huyện Mường La với 5 tiểu dự án thành phần gồm hạ tầng thoát lũ suối Nậm La, cải thiện hệ thống hạ tầng thoát nước đô thị, xây dựng hạ tầng các công viên, hồ điều hòa trong khu vực đô thị, mở rộng hệ thống thoát nước và xử lý nước thành phố giai đoạn 2 và dự án hỗ trợ nâng cao hiệu quả của dự án, tăng cường năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước và người dân trong vùng dự án tại cuộc làm việc hai bên đã cùng nhau trao đổi tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai dự án đi đến thống nhất các nội dung liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án trên địa bàn